1, 2, rồi 3. Ba cái bóng áo đỏ đang làm cái quái gì mà để cho đối phương dẫn bóng như chỗ không người rồi căng vào vòng cấm thế? Chúng mày đang làm cái trò mèo gì vậy hả? Đó chính xác là những gì mà cổ động viên quay clip này đã gào lên để chửi thẳng vào mặt hàng hậu vệ của Manchester United sau khi kết thúc tình huống thủng lưới đầy ngớ ngẩn đó. Đúng gần 3 phút sau khi vào trận, đội chủ nhà đã diễn hài để cho Tottenham Hotspur ghi bàn trước như thế đấy. Tưởng chừng như hết hiệp 1, mấy anh áo đỏ đã rút ra được bài học. Thì không, cũng gần 3 phút sau khi hiệp 2 quay lại, thêm một tình huống nữa họ để thủng lưới sau khi đối thủ lại thoát xuống và chuyền vào. Lần này là cú đá sông Phi ghi bàn còn như một chưởng tan nát cõi lòng của các Manusians. Một lần để thua như vậy đã là đau rồi. Đây còn thua hai bàn theo một phong cách tương tự như nhau. Thế thì còn ai có thể bào chữa được cho những gã hề này đây? Và chắc chắn rằng cái đầu chọc lốc này sẽ lại được hỏi thăm rất nhiều. Phải rồi, ông ta đang dẫn dắt đội bóng này đến mùa thứ 3 và những gì mà Erik ten Hag cùng với Manchester United đang thể hiện, nó khiến cho người hâm mộ giờ ra đường còn không dám mặc áo quỷ đỏ, sợ bị người ta đánh giá. Trên bảng xếp hạng lúc này thì một ông đầu trứng người Hà Lan đang dẫn đầu giải, nhưng đó là Arne Slot và Liverpool. Còn đối với ten Hag, cầm quân 3 năm mà vẫn cứ như mới nhận việc, mua cho lắm vào rồi cắm mặt đứng hạng thứ 12. Vậy thì liệu đã đủ để ông ta từ chức hay chưa? Video sau đây, bình luận viên Cú Tuấn sẽ nói thay nỗi lòng của nhiều cổ động viên Manchester United ngay lúc này. 2 trận, 10 bàn thắng, những Anthony, Rashford tỏa sáng trở lại. Chừng đó có phải là quá đủ để những fan của Manchester United có thể mơ về một quỷ đỏ bùng nổ trở lại, sẵn sàng bật mốt đua tranh căng đét trên mọi đấu trường hay sao? Té ra hai trận thắng áp đảo liên tiếp đó lại là với hai đối thủ cực yếu, một đội tân binh chưa có trận thắng nào như là Southampton và một đội bóng thậm chí còn đang đá ở giải hạng 3 như là Barnsley. Kể từ đó cho đến nay, Manchester United đã trải qua những gì? Trận hòa nhạt nhòa trước Crystal Palace ở Premier League, rồi tiếp đó là trận hòa tiếp theo cũng trong cơn bế tắc với FC Twente ở đấu trường châu Âu. Những màn chạy đà chẳng hề hoàn hảo chút nào cho trận đại chiến được dự báo là vô cùng khó khăn với Tottenham Hotspur trong bối cảnh chiếc ghế của Ten Hag đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Và đến màn thể hiện ở trận cầu đinh đêm qua, chắc chắn là người hâm mộ Manchester United giờ đây đều có chung suy nghĩ, mười khó quả này đi xa quá rồi. Chẳng giống như là thất bại với tỷ số tương tự với Liverpool cách đây chừng một tháng, trận thua này thậm chí là còn đau đớn và nhục nhã hơn như thế nhiều lần. Bởi dù sao ở trận cầu với The Cop, Manchester United còn đứng vững trước đại kình địch được 35 phút. Còn ở cuộc đối đầu với Tottenham Hotspur, con số đó dài vỏn vẹn 2 phút 30 giây. Cả một phía cánh phải của quỷ đỏ đã làm trò chống gì mà để cho Mickey van der Ven, trung vệ của đối phương thoải mái dẫn bóng thẳng từ sân nhà lên đến vòng cấm của Manchester United, rồi tung đường căng ngang như đặt cho Brandon Johnson hoàn thành nốt phần việc còn lại. Ủa, những Ugarte, Kobbie Mainoo, Bruno, Mazraoui hay De Ligt, pha bóng đó bị làm sao vậy? Họ không biết rằng mình đang đối mặt với con quái vật chạy nhanh bậc nhất Premier League mùa trước hay sao? Phải rồi, một trung vệ nhưng Van der Ven bứt tốc từng được ghi nhận lên đến 37,38 km/h vào mùa giải Ngoại hạng Anh vừa qua. Anh được cả giải đấu nhìn vào với một con mắt đầy khiếp đảm, nhưng có vẻ như các cầu thủ Manchester United thì không. Chẳng lẽ một người là đồng hương của Van der Ven như Ten Hag, hay thậm chí là đồng đội từng nhiều lần ăn cơm tuyển Hà Lan với anh này như Matthijs de Ligt lại không hiểu rõ sự nguy hiểm của trung vệ đang khoác áo Tottenham Hotspur hay sao? Gần 3 phút đã thủng bàn đầu tiên, báo hiệu một ngày lại cực kỳ mệt mỏi cho những fan của quỷ đỏ thành Manchester rồi đây. Không sao, có lẽ họ cũng đã quen với điều này kể từ tận cái ngày mà Sir Alex giải nghệ rồi. Nhưng đến cả những người bi quan nhất có lẽ cũng không thể ngờ được rằng cái diễn biến đằng sau lại trở thành cơn ác mộng không có lối thoát đến như vậy. Cả một hiệp đấu đầu tiên, thành tích của MU là gì? Cầm bóng 37%, tung ra 3 cú sút, có 7 lần chạm bóng trong vòng cấm của đối phương. Và cơ hội nguy hiểm nhất có lẽ là pha thoát xuống của Rashford trước khi anh chàng mang áo số 10 sút thẳng vào tay thủ thành Vicario. Trong khi đó, Tottenham Hotspur còn có một lần làm chao đảo khung thành của Onana khi lại là người mở tỷ số Brandon Johnson khiến các con tim yêu quỷ đỏ chết đi sống lại ở phút thứ 20 với một tình huống ra chân lọt háng Diogo Dalot đưa bóng tìm đến cột dọc. Thông số của Tottenham Hotspur sơ sơ đó là cầm bóng 63%, tung số cú sút gấp 4 lần đội chủ nhà và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ cũng gấp 4 lần MU luôn. Bàn thắng kỳ vọng 2,0 của thầy trò Postecoglou chắc chắn ấn tượng hơn con số 0,34 của Ten Hag rất nhiều.
Và có lẽ là nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ đã sớm nghỉ ngơi để mong chờ hiệp 2 khởi sắc hơn nữa. Thế nhưng, khi mà tiếng còi hết hiệp còn chưa cất lên, những cú twist tiếp theo liên tục xảy ra khiến họ tắt luôn TV mà chẳng muốn xem thêm bất cứ thứ gì nữa. Đơn giản vì Manchester United lúc này thua về tỷ số, giờ lại còn thua thêm cả về mặt con người. Đó là khi mà đội trưởng Bruno Fernandes vì một phút ham bóng đã đạp thẳng gầm giày vào ống đồng của James Maddison, người cũng sắm vai nhạc trưởng trong lối chơi của Spurs. Tấm lì xì đỏ được trọng tài Chris Kavanagh rút ra và nó khiến cho ngôi sao người Bồ Đào Nha chẳng còn biết nói lời nào, tự động cởi băng đội trưởng và đi vào đường hầm sân vận động. Thua sớm đã đành, giờ còn chơi thiếu cả người, thì Manchester United bây giờ biết làm thế nào để lật ngược thế cờ đây. Riêng về phần Bruno, anh đã chơi vô cùng thất vọng từ đầu mùa giải cho đến giờ, khi sau 6 trận chỉ có đúng một kiến tạo và không lần xé lưới đối phương. Sau khi ký hợp đồng gia hạn thêm 1 năm, người đội trưởng của Quỷ Đỏ đang làm cho tất cả các cổ động viên phải tự hỏi rằng liệu anh chàng còn động lực để chiến đấu vì màu áo đỏ nữa hay không. Trước trận chung kết Cúp FA năm ngoái, Bruno còn viết tâm thư đanh thép lắm. Tiếc rằng từ sau khi đánh bại Man City để nâng cúp thì phong độ của anh chàng này đã tụt dốc không phanh. Chưa hết, sao mai được coi như khá khẩm nhất hàng tiền vệ của MU lúc này, Kobbie Mainoo còn gặp chấn thương và Ten Hag tung vào sân Mason Mount, một trong những cầu thủ đang tốn lắm tiền của mà vẫn gây thất vọng triền miên. Sau giờ nghỉ, ông tung nốt một lão tướng với tốc độ cực khủng trong dấu ngoặc kép Casemiro vào sân để thay cho Jorginho, người đã tàng hình suốt từ đầu trận. Một trận cầu đá tại Old Trafford, nhưng thậm chí là người xem còn có cảm giác chính Tottenham Hotspur mới đang được đá trên sân nhà. Manchester United hôm nay yếu ớt quá, giờ còn thiếu cả người, lối đá thì rời rạc, những đường phối hợp thì bị cắt quá dễ dàng. Nhìn cái cách mà Tottenham Hotspur bố trí nhân sự hợp lý, khi cả những Brandon Johnson hay Timo Werner cũng hoàn toàn chủ động lui về để thực hiện pressing. Huấn luyện viên Postecoglou thể hiện rõ ràng ông đã nắm Manchester United trọn trong bàn tay mình ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Còn đối với Ten Hag, mọi thứ bây giờ đã đi quá xa tầm kiểm soát của ông rồi. Bị dẫn bàn, đội trưởng nhận thẻ đỏ, cầu thủ gặp chấn thương. Tình cảnh của Manchester United lúc này có thể gói gọn trong 4 chữ: chó cắn áo rách. Và đúng thật là họ lại bị đối phương hạ đòn knock out ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Một trung vệ máu lửa và quyết liệt như Lisandro Martinez rồi cũng đã mắc sai lầm, cắt bóng hụt để Johnson lại có cơ hội băng lên, truyền quả bóng vào trong cho Kulusevski. Tiền vệ người Thụy Điển biểu diễn luôn kỹ thuật cung phu giống hệt như Ibra hay là Cantona năm nào, đưa bóng vào lưới của Manchester United lần thứ hai và đồng thời cũng là một chưởng tiếp theo giáng thẳng vào mặt những người hâm mộ Quỷ Đỏ. Lại là những phút đầu hiệp đấu, hàng hậu vệ của đội chủ nhà cứ như vẫn đang handicap sau giờ nghỉ giải lao vậy, mắc liên tiếp những sai lầm để Tottenham Hotspur khai thác. Người ta chờ đợi Ten Hag là một điều gì đó, nhưng rồi cái đầu trứng đến từ Hà Lan kia giờ còn biết làm cái gì nữa. Chỉ còn đứng đó, vuốt râu, trầm ngâm trong màn mưa giá lạnh tại nhà hát của những giấc mơ. Thực ra thì nếu có giấc mơ thật ngay bây giờ, nhiều cổ động viên của Manchester United có lẽ sẽ chỉ muốn mình thoát ngay ra khỏi cái cầu trường ác mộng này vì họ tốn tiền, tốn thời gian, tốn cả mana để cổ vũ, để rồi phải nhìn đội chủ nhà thi đấu như một đội bóng nghiệp dư như thế này đây. Tottenham Hotspur có nhiều cơ hội lắm. Đơn giản vì hôm nay, bộ ba tiền vệ Bentancur, Maddison, Kulusevski của họ chơi quá tốt. Gà trống chủ động hạ nhịp độ và Manchester United đã có những cơ hội tìm bàn gỡ. Tuy nhiên hôm nay không chỉ thần may mắn, mà thần tài cũng ngoảnh luôn mặt lại với tập thể khốn khổ áo đỏ trên sân. Các tiền đạo thì cứ sút vào những bức tường màu trắng, các hậu vệ thì thử vận may đều đưa bóng lên trời. Thậm chí khi mà Romero của đội khách có để bóng chạm tay thì những gì Manchester United nhận lại chỉ là cái lắc đầu của trọng tài Kavanagh. Phía bên kia nhìn mà xem, chỉ cần một pha phản công qua một hai nhịp chạm là lập tức cầu thủ của Spurs lại đối mặt với Onana. Và nếu như người sút không phải là thần gỗ Timo Werner thì có lẽ Quỷ Đỏ đã lại khóc ròng vì bàn thua thứ ba rồi. Ten Hag bây giờ lại phải tính kế thay người. Ông tung nốt Eriksen và Rasmus Højlund vào sân hòng tìm kiếm cơ hội. Nhưng cả hai cũng chẳng thể làm gì bởi tinh thần của cả binh đoàn Manchester United đã chạm đáy đến tệ hại. Và còn gì đau đớn hơn cho người đàn ông tội nghiệp này nữa khi mà nhìn người đồng nghiệp Postecoglou của đối thủ thay người một phát là có ngay bàn thứ ba. Đó là khi mà gà trống đưa Pape Sarr và Lucas Bergvall vào sân. Bộ đôi này một người đá phạt góc, một người bật lên đánh đầu nối và kết quả là Dominic Solanke đệm bóng cận thành, chính thức đánh sập hang quỷ. Giờ là lúc các cổ động viên Manchester United trên khán đài lũ lượt bỏ về,
và có lẽ bảo vệ cũng không nỡ để giữ họ lại thêm lâu hơn nữa đâu, vì khác gì thành tra tấn. Chưa hết, Mason Mount cuối trận lại đổ cả máu đầu, vừa mới vào sân cuối hiệp 1, dấu ấn để lại thì chẳng thấy đâu, lại tiếp tục báo đội thêm phát nữa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0, và nếu con trai của Ten Hag có hỏi ông lúc này rằng ba nghĩ MU có còn giữ ba lại sau trận này không, thì mười khó cũng sẽ nói rằng 3-0. Erik Ten Hag, ông đã được ban lãnh đạo trao nhiều quyền hành hơn sau khi giành FA Cup, đã được bộ sậu mới của Sir Jim Ratcliffe vung tiền mua đủ những cầu thủ mà ông thích, đã biến Manchester United thành Ajax hay Hà Lan thu nhỏ khi mang về những cậu học trò cũ hay những người đồng hương để dễ dàng truyền đạt triết lý của mình hơn. Xong rồi cuối cùng, mua cho lắm thì vẫn cắm mặt thua đau. Mùa giải thứ 3 của người đàn ông 54 tuổi ở Old Trafford, trong khi ông vẫn tự hào thao thao bất tuyệt rằng mình đã giúp đội bóng hai mùa có hai danh hiệu, thì những gì mà United thể hiện lúc này có lẽ chẳng bào chữa được gì cho sự bất lực mà Ten Hag đang phải trải qua nữa. Bài học của Mourinho vẫn còn đó khi mà người đặc biệt lôi cúp ra đếm rồi bị chính Manchester United sa thải, và có lẽ là Erik Ten Hag vẫn chưa tỉnh ngộ ra. Giờ đây một chi tiết sẽ khiến các cổ động viên của Quỷ Đỏ phải chú ý, đó là Manchester United trong mùa bóng mất việc của Mourinho có nhiều điểm trùng khớp với Erik Ten Hag của hiện tại. Mùa 2018-19, vòng đấu thứ hai Quỷ Đỏ đã để thua Brighton trên sân khách, rồi liền sau đó là thua 0-3 trước một đội Big Six là Tottenham Hotspur tại Old Trafford. Đó là mùa thứ 3 mà Mourinho dẫn dắt MU và ông bị sa thải ngay trước Giáng sinh. Mùa 2024-25 này cũng đang là mùa thứ 3 mà Erik Ten Hag dẫn dắt. Ông đã để thua Brighton trên sân khách trong trận đấu thuộc vòng 2, cũng phơi áo 3-0 trước Liverpool, một đại diện trong nhóm Big Six. Cho đến khi gặp Tottenham Hotspur cũng trên sân nhà, Quỷ Đỏ tiếp tục lặp lại cái thành tích buồn y hệt như thất bại cách đây 6 năm, đó là thua 3 bàn trắng. Giáng sinh còn 2 tháng nữa mới tới, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn là Ten Hag sẽ còn ngồi tại Old Trafford cho đến cái ngày đó được nữa. Giờ đây trong nhóm Big Six, Man City dù đang gặp khó về nhân sự, nhưng ít nhất thì vẫn là một đội bóng ổn định và đẳng cấp, mang danh của nhà đương kim vô địch. Liverpool dưới thời Arne Slot vẫn đang thăng hoa để có ngôi đầu, Arsenal của Arteta đã thực dụng hơn, nhưng vẫn biết cách vượt khó để chiến thắng. Chelsea đã khoác lên mình một bộ mặt mới, hứng khởi và đầy sức sống với những chiến thắng liên tục. Tottenham Hotspur sau giai đoạn đầu chệch choạc đã dần trở lại là một kẻ thách thức đáng gờm. Còn riêng một mình Manchester United của Erik Ten Hag thì vẫn đang lạc lối, khi họ công cùn, thủ kém, tiền vệ thì xuống phong độ, còn gã huấn luyện viên đầu trọc kia thì cứ mãi bất lực trước bộ mặt bạc nhược của đội nhà. Đã là mùa thứ 3 rồi, và niềm tin của giới chủ có lẽ cũng sẽ không còn nhiều đối với mười khó, nhất là sau hai trận Super Sunday thua liểng xiểng trước Liverpool và Tottenham Hotspur đã qua. Nếu còn tự trọng, có lẽ Ten Hag nên sớm viết đơn xin từ chức trước khi chat sa thải được đưa ra. Dù biết rằng rời ghế lúc này có thể cũng chẳng giúp ích cho câu lạc bộ được điều gì, nhưng ít nhất thì chúng ta đều hiểu rằng còn Ten Hag, cuối tuần của các fan Quỷ Đỏ còn đầy rẫy những sự bực bội.